Xin chào mọi người, bây giờ là buổi chiều và sáng nay thì mình vừa mới từ quê ra xong thì mình lại tiếp tục làm cuốn Tổng ôn từ vựng tiếng Anh tập 1 này. Thì cuốn này hiện tại mình đang làm sang đến chủ đề thứ 3 và sắp xong rồi. Như các bạn có thể thấy thì chủ đề 3 sẽ liên quan đến tất cả các từ vựng nâng cao. Và trong cái chủ đề 3 này bạn sẽ học được 300 từ vựng nâng cao. Và mình thấy rất là nâng cao luôn á. Ví dụ nhá, nhìn vẻ bề ngoài các bạn có thể thấy những cái từ rất là quen thuộc. Ví dụ như abandon, able, hoặc là advance, hoặc có thể là aggressive, agree, answer, appeal, application, và build, buy, challenge, champion, channel. Những cái từ này thì hoàn toàn các bạn thấy khá là quen thuộc và bạn nào cũng gần như là biết hết những cái từ này rồi đúng không? Mình lúc đầu mới nhìn qua cái bảng từ vựng thì mình cũng thấy thế, nhưng mà không, những cái từ này tuy là có thể là quen thuộc nhưng mà chúng ta mới chỉ biết được những cái nghĩa cơ bản thôi, và những cái nghĩa sâu xa nâng cao hơn thì mình chưa bao giờ gặp tới. Ví dụ nhé, mình sẽ cho các bạn một ví dụ về cái từ mình thấy rất là hay, đó chính là từ check. Đây, từ check thì các bạn đầu tiên sẽ biết đến từ check như là mình kiểm tra một cái gì đó, nhưng mà cái từ này sẽ nhiều lớp nghĩa hơn. Đây các bạn có thể thấy thì lớp nghĩa đầu tiên của từ check thì sẽ là kiểm tra đúng không? Nhưng mà còn nghĩa thứ hai là đảm bảo điều gì diễn ra đúng đắn này. Nghĩa thứ ba còn là ngăn cản này, ngăn chặn những điều xấu sẽ xảy ra và tăng lên. Thì đó còn nhiều lớp nghĩa hơn chứ không chỉ đơn thuần có nghĩa là kiểm tra một cái gì đó đâu. Nên là mình thấy trong đây có rất là nhiều những cái từ hay và nhiều lớp nghĩa mà chúng ta cần phải nên học. Thì mình sẽ cho các bạn xem phần bài tập nhé. Bài tập rất là khó luôn, và trong cái phần của chủ đề 3 này thì có tổng cộng là 6 bài luyện tập. Mỗi bài luyện tập cùng có 50 câu. Nên là tổng thể chúng ta sẽ luyện được rất là nhiều câu từ cái 6 bài luyện tập đấy luôn. Thì các bạn sẽ luyện được 300 câu trong tất cả cái chủ đề 3 này, cũng là học được tất cả 300 từ chỉ khi mà chúng ta luyện bài tập. Thì như các bạn có thể thấy là phần bài tập này mình đã chấm được một vài phần và mình viết bút đỏ chi chít vào luôn, bởi vì có rất là nhiều từ khó, đôi khi nhìn bề ngoài thì tưởng dễ nhưng mà những cái lớp nghĩa sâu xa của nó thì chưa chắc chúng ta đã biết. Ví dụ như mình chưa bao giờ biết rằng là cái từ faculty có nghĩa là năng khiếu. Mình thường mình chỉ nghĩ là faculty là những cái kiểu dạng thiết bị hoặc là cơ sở vật chất gì thôi, chứ mình không hề biết là faculty có nghĩa là năng khiếu nữa, hoặc là vehicle. Như các bạn có thể thấy ở câu thứ 18, vehicle, thì mình không hề biết là từ vehicle còn có nghĩa là phương tiện truyền bá nữa. Bình thường chúng ta chắc hẳn chỉ biết mỗi cái nghĩa của vehicle là xe cộ thôi đúng không? Nhưng mà vehicle còn có nghĩa là phương tiện truyền bá. Thì đây, trong đây có rất là nhiều những cái nét nghĩa sâu xa, cũng không hẳn là sâu xa nhưng mà có nhiều nét nghĩa hơn mà chúng ta cần phải học nữa, không chỉ là những, vì một từ trong tiếng Anh thì có bao gồm rất là nhiều nghĩa và đôi khi chúng ta chỉ mới học được những cái nghĩa cơ bản và quen thuộc nhất và chưa biết được những cái nghĩa của nhiều nghĩa của cái từ đấy hơn. Thì bây giờ mình sẽ làm tiếp trong đây để học thêm được nhiều từ vựng hơn nhé. Mình thấy tập 1 thì cũng chưa chắc hẳn đã dễ đâu, nên là các bạn cứ học hết nhiều những tập 1 đi rồi mới chuyển sang tập 2 nhé.